Ừ, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh ITP Club Channel cũng như là đến với video ngắn nhận định thị trường hàng ngày sau phiên giao dịch của mình. Thì vậy là chúng ta đã khép lại phiên giao dịch tiếp theo của à, tuần này, phiên giao dịch thứ ba ngày 9 tháng 1. Thì à, có vẻ như thị trường chúng ta đang có một cái màu à, tương đối là khó chịu, một màu đỏ. À, thì ở đầu ở thời điểm hiện tại thật sự thị trường nó vẫn chưa rõ ràng một tí nào về cái cách mà thị trường chúng ta đang vận động như à, anh chị nhiều tư mọi người thì vẫn uh, chia ra làm hai nhóm một nhóm thì vẫn đang đánh giá thị trường chúng ta sẽ tiếp tục đi lên một nhóm nhà tư sẽ đánh giá rằng sớm muộn gì thì được cũng sẽ điều chỉnh thì thật sự là thị trường chúng ta đang ở một cái khả năng như thế nào thì, uh, sau cái phi dịch ngày hôm nay thì uh, trạng thái của thị trường ra sao thì nghĩa sẽ cùng phân tích để anh chị nhà đầu tư mọi người có được một cái kế hoạch mua bán thật sự phù hợp ở thời điểm hiện tại ok thì à, thăm nên, ngày hôm nay nghĩa để anh chị có thể thấy là bị chốt lời ở trong bình index và chúng ta sẽ chờ một phiên để xác nhận cái xu hướng cái trạng thái ở thời điểm hiện tại và ngày đánh giá nó là phiên ngày mai vậy phiên ngày mai thì được sẽ xác nhận à, thì chúng ta sẽ chọn phương án là đi lên tiếp tục hay thì được sẽ đi vào cái nhịp điều chỉnh thì phiên ngày mai sẽ là phiên cực kỳ quan trọng vì cái khả năng đó rồi ok đi vào nội dung của video thôi anh chị ha chúng ta đi vào nội dung video thôi thì trước tiên chúng ta sẽ nhìn một tí với nhau về mặt kết quả thì chúng ta thấy là kết thúc phiên dịch này thì chỉ số về index chúng ta là một mình đi 30 là 1160 à, hai à, chỉ số uh, đi sang Hồ S, Sài Gòn thì giảm điểm còn hai chỉ số sang Hà Nội thì lại thâm chiếu thật sự để nói mà một cái chỉ số thị trường mà đóng cửa tham chiếu thì <laughs> gần như trên lịch sử của thị trường chứng khoán chúng ta 24 năm đến tới đây là năm 20 tố thì 24 năm cái số lần mà thị trường đóng cửa chỉ số thị trường đóng cửa mò tham chiếu vậy nó cực kỳ hiếm hoi luôn À, thì ngày hôm nay thì đường đóng cửa tham chiếu à, gần như là đúng là một hai trăm với chỉ số H tỷ cái là mà thấy hết sức bất ngờ gì à. rồi còn à, xét riêng về các chỉ số chính của sàn HOC chúng ta thấy ngày hôm nay về 30 giảm mạnh hơn 3 chấm ba điểm thì việc này thể hiện một điều đó là phiên dịch ngày hôm nay có vẻ như các cổ phiếu trụ trong về 30 ba có cái quán tính giảm có cái trạng thái giảm điểm nhiều hơn thì một lát nữa mình sẽ xem thử là cái việc giảm này nó xuất phát từ cái lực bán chốt lời hay nó là những cái sự điều chỉnh này nha. Ok anh chị, nhưng mà rõ ràng mình thấy là Wendy mới giảm điểm nhiều. À, thị trường hay giảm điểm chỉ đang là một một điểm. Nhưng mà số mà giảm đang là 340 mà giảm. Và 150 mà tăng. Tức là số mã giảm đang áp đạo số mà tăng hơn gấp hơn hai lần. Thì cái việc này một lần nữa nếu như chúng ta chỉ nhìn trực diện về cái diện kết quả của thị trường của phiên dịch ngày hôm nay thì chúng ta đang thấy có vẻ như thị trường đang mang cái chiều hướng giảm điểm tương đối là chủ động cái gì à, số mà giảm đang nhiều hơn rồi bây giờ sẽ đi dạo một vòng xem thử là thị trường cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì với 340 bài giảm này thì cái mặt bằng thị trường chúng ta đang biến động như thế nào tại vì số mà giảm đang nhiều hơn thì chúng ta sẽ quan tâm tới việc thứ nhất nhóm mã tăng đang là nhóm cổ phiếu nào và thứ hai số mà giảm thì biên độ giảm cổ phiếu là bao nhiêu thì nếu như chúng ta nhìn vào về 30 anh chị có thể thấy được là số mà tăng trong ngày hôm nay thì nó chỉ đang vận động ở một vài vũ trụ như là vietcom à, ngân hàng techcom ngân hàng akb ngân hàng mbb ngân hàng ctg ngân hàng như vậy là số mà tăng trong vniba 30 anh chị vb ngân hàng và vẫn là ngân hàng như vậy là thị trường phiên giao dịch ngày hôm nay nếu như nói về cái cách mà đang giữ điểm số thị trường thì nó vẫn là ngân hàng và vẫn là ngân hàng và được chưa và ngày hôm nay anh cả việt công đang lên tiếng cực kỳ mạnh mẽ và đã quay trở về cái vùng điểm số ở giai đoạn giữa tháng 11 và quanh vùng giá 88 đó là cái điểm số mà về chỉ số việt công đang hướng về rồi À, nhìn nhà sang thì có thể tết con và tiếp tục là một cái nén đóng cửa cao nhất phiên à, vb thì là một cái nén rút chân mạnh rút chân dài mà bb cũng là một cái nén rút chân dài thì rõ ràng thì chúng ta thấy nếu như nhìn về mặt kết quả thì các cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng ngày hôm nay đã có những sự biến động mạnh tiếp tục à, có những cái lực chốt lời tuy nhiên chúng ta có thể thấy được đó là cái việc mà đóng cửa gần như là cao nhất phiên cho thấy là cái lực cầu vào mua các cổ phiếu của nhóm ngân hàng bạn đang rất mạnh yeah, nha và rất mạnh và còn lại mặt bằng các cổ phiếu trụ khác thì vẫn chưa có sự lên tiếng như vậy là cái sự vận động của ngày hôm nay nếu như nhìn về cái điểm số cái chiều năng đỡ là ngân hàng đang năng, năng đỡ còn lại thì đa số các cổ phiếu trụ khác thì đang điều chỉnh và mức độ giảm trung bình trong VN30 chúng ta thấy ghi nhận đâu đó là quanh một phần trăm đổ lại là có mức độ trung bình chưa có mức cổ phiếu nào giảm ở đâu đó lên tới hai phần trăm cả à, rồi nếu như là ngân hàng thì chúng ta thấy là ngân hàng thật sự cũng phân hóa thật sự cũng phân hóa ví dụ như cổ phiếu bidv ở những phiên vừa rồi tăng mạnh thì bắt đầu là ngày hôm nay bị cái trạng thái bán ngược rồi hay uh, cổ phiếu gì vậy chị acb à mọi người nhìn rồi cổ phiếu acb rồi à, cổ phiếu cũng tăng mạnh thì đã hai phim bị bán ngược thì rồi gì nữa những cổ phiếu vừa rồi ví dụ như tiên phong và uh, vpb thì chúng ta có thể thấy được cái mục tiêu vậy là những cổ phiếu mà mang cái hướng tăng mạnh ở những phiên vừa rồi thì ngày hôm nay đang bị bán chốt lại bởi như ACB tăng là vậy nhìn cái, cái nhịp tăng là tăng rất mạnh rồi thì đang bị chốt lại thì nếu như theo cái dòng chạy đó vậy thì những cổ phiếu như là Vietcom, Techcom hay đó là những cổ phiếu ở cửa sau à, tức là từ bên dưới đáy đi lên để như vậy cái cách vận động tới bây giờ thì nếu như dòng chảy này mà tiếp diễn vậy thì nghĩa tạm thời sẽ dự đoán là qua phiên dịch ngày mai hoặc ngày mốt thì những cổ phiếu ngày hôm nay mà đang kéo điện như Vietcom, MBB, Techcom sẽ xuất hiện những lực chốt lời. Đó, tức là nhóm ngành ngân hàng sớm muộn gì sẽ xuất hiện những lực chốt lời và bắt đầu lại những cổ phiếu nào tăng trước thì đang bị bán trước, bị chốt trước. Những cổ phiếu nào tăng sau thì chưa bị dốt. Đó là cái cách vận động ở thời điểm hiện tại. Tạm thời chúng ta gọi như vậy như vậy ha. Rồi, tiếp tục chúng ta đi vào mặt bằng của nhóm ngành ví dụ như chứng khoán. Thì phiên giao dịch ngày hôm nay chứng khoán nếu như nhìn về à, mại giảm nó có vẻ chiếm đa số hơn và mức độ giảm cũng đâu đó là không chấm mấy, một chấm mấy phần à, trăm, không xuất hiện 2 phần trăm. Bất động sản à, đa số cũng là một chấm mấy phần trăm. Chỉ có một cổ phiếu là NRC và giảm 2 phần trăm thôi. mức giá nó lớn cho nên mình không quan tâm cho lắm. Cơ bản là giảm một chấm mấy phần trăm. À, thép thế thì nó giống ngành có mức độ giảm có vẻ như nhiều hơn hoa sen giảm hai phần trăm vì giảm hai phần trăm còn lại mặt bằng chung là giảm khoảng đâu đó là quanh hai phần trăm độ lại đầu tư công cũng tương tự một chấm mấy một chấm mấy chiếm chủ đạo à, rồi dầu khí dầu khí giống ngành bị chốt nhiều hơn giảm hơn hai phần trăm ở đa số như pvc PvS pvd rồi à, nông nghiệp chăn nuôi giảm nhẹ phân bố xanh nhà xanh nhà mía đường xanh à, khu công nghiệp à, gọi là, cũng phân hóa khu công nghiệp phân hóa à, có mức độ giảm thì cũng giảm đó là một chấm mấy à, không chấm mấy ban lẻ cũng là một chấm mấy không chấm mấy đa số nhà Vinh cũng tương tự điện cũng tương tự như vậy Nếu như nhìn về các kết quả hơn 340 mà giảm này thì mặt bằng chung của thị trường trong phiên dịch ngày hôm nay đang giảm là đâu đó chưa đến hai phần tức là giảm điểm nhẹ nha thì như vậy các bạn như là nó cũng không phải là quá bất ngờ khi mà thị trường chúng ta đã có một cái kết quả giảm thì mình tạm gọi đây là một phiên đồng thuận giảm của các cổ phiếu trên thị trường khi số mã giảm nhiều mức độ giảm vừa phải điểm số thị trường giảm nhẹ tự anh gì ok đó đó là cái diễn biến tạm thời chúng ta xét về mặt kết quả về mặt nhóm ngành thì à, nãy giờ người đã điểm tin qua với anh chị thì chúng ta thấy là không có một nhóm ngành nào quá từ ngày hôm nay à, trừ à, nhóm phân bón nguyên đường thì ngày hôm nay nhóm phân bón à, có cái thông tin đó là được giảm VAT 5% phần à, giảm giá trị à thuế giá trị gia tăng 5% thì nhóm ngành này có tín hiệu là bật tăng mạnh sau khi điều chỉnh nhưng mà rõ ràng cách phiên không trụ được cách phiên không trụ được cái giá cao nhất thì rõ ràng cái lực chốt lời nó đang xuất hiện ở phiên giao dịch ngày hôm nay à, tương đối là dày ở các cổ phiếu và thanh khoản thị trường cũng đã đạt hơn 20.000 tỷ để cho thấy cái việc là giai đoạn này liên tiếp dòng tiền giao dịch trên thị trường chủ động có nghĩa là lượng tiền đang đổ vào thị trường là gì lượng tiền đang đổ vào thị trường nhiều và đây là một trong những yếu tố mà mình đánh giá tốt trong giai đoạn sắp tới chắc chắn thanh khoản thị trường sẽ nở à, rồi sẽ từ từ lên hai mươi mấy ngàn tỷ lên phiên tỷ đô 25 ngàn, 28 ngàn, 30 ngàn, thậm chí chúng ta sẽ có những phiên 2 tỷ đô trở lại trong năm 2024 này. Đó là một điều đáng chú ý. Tức là thanh khoản thị trường chính vì yếu tố mà giao dịch nó nở ra thanh khoản gì, tức nghĩa là dòng tiền người ta đổ vào nhiều. Dòng tiền đổ vào nhiều thì cái việc là mua nhiều, à, đồng nghĩa với việc chiều đối ứng đó là chiều bán, tại vì phải có người bán, có người mua thì mới xảy ra khớp lệnh thì chúng ta nhìn ở một góc nhìn nào cũng được nhưng mà nếu do nhìn về cái dòng chảy của tiền thì rõ ràng cái giai đoạn này là tiền đang đổ vào thị trường nhiều đúng không gì còn việc thị trường đi lên được hay không thì mình không bàn mình chỉ đang xét thùng về yếu tố dòng chảy của tiền thì chúng ta thấy là những cái phiên vừa rồi từ đầu năm 2024 đến giờ rõ ràng dòng tiền đang đổ vào thị trường chứng khoán của mình nhiều hơn so với lại à, cuối năm 2023 thì đây là một cái điều à, à, chúng ta đặt ra nhiều cái sự kỳ vọng cho giai đoạn sắp tới ừ. vì đơn giản phải có tiền chị phải có dòng tiền thì mới kích hoạt được những cái khả năng tăng rồi à, tạm thời chúng ta thấy là thị trường vẫn đang giao dịch cân bằng khi mà à, biên độ giảm của cổ phiếu không nhiều gọi à, là đồng thuận giảm chiều hướng giảm số mà giảm nhiều hơn như, như vậy thì rõ ràng ngày hôm nay lực bán chủ động hơn lực bán chủ động hơn nhưng mà vẫn còn cân bằng tức là chưa có một cái sự áp đảo hoàn toàn rồi À, về phiên du lịch ngày hôm nay cũng là dòng tiền thì chúng ta thấy là nước ngoài vẫn tiếp tục bán rồng 117 tỷ Và Vẫn tiếp tục bán rồng và là phiên bán rồng thứ sáu liên tiếp của nước ngoài tính từ đầu năm 2024 đến bây 20 giờ Nhưng mà rõ ràng chúng ta nhìn lại vậy thì đầu từ đầu năm 2024 đến giờ thị trường chúng ta vẫn đi lên Đúng không? Thì chúng ta vẫn ngồi lên Vẫn tăng lên từ từ đi lên Thì như vậy có thể thấy được là cái chuyện mà nước ngoài bán rồng liên tiếp nó không phải là cái yếu tố mà làm cho thị trường chúng ta hay tăng hay giảm một lần nữa nghĩa khẳng định với anh chị à, nó không phải là yếu tố để làm cho thị trường tăng hay giảm cho nên những cái giai đoạn vừa rồi mà nếu như anh chị nhà tư mọi người có lo lắng hoặc anh chị có an vãn hoặc anh chị có suy nghĩ là nước ngoài bán rồng liên tiếp thì thị trường giảm thì đây là cái lời giải thích cho việc nước ngoài bán như thị trường nó vẫn tăng ok ha rồi thì hôm nay nước ngoài người ta bán rồng mà À, tương đối chủ động ở thời điểm mà từ 9 giờ 40 cho đến gần cuối phiên và bắt đầu vào ATC thì thì người ta đang giao dịch mua rồng ở trong ATC đỡ lại cái lực bán thì đây là cái cách mà nước ngoài đang giao dịch ok rồi đó là cái sự vận động của thị trường à, để nhìn về cái biên độ vốn hóa thì nghe xem thử chị nhìn vào biên độ vốn hóa thì ngày hôm nay thị trường chúng ta biến đột động như vậy nhưng mà nhóm ngành ngân hàng vẫn là nhóm ngành đang điều phối chính về thị trường và cuộc chơi chúng ta vẫn là cuộc chơi của ngân hàng thì nếu như mà dòng tiền nó vẫn cứ ở ngân hàng anh chị thì chắc chắn mặt bằng các nhóm ngành khác không thể ngóc đầu lên được thì vì cuộc chơi nó vẫn cứ ở ngân hàng nếu như mà cuộc chơi nó ngừng ở lại ngân hàng thì nó phải đảo nó phải đảo dòng nó phải nhường lại dòng tiền thì khi đó các nhóm ngành khác tiền mới vào còn bây giờ tiền mà cứ tập trung ở ngân hàng thì rõ ràng một điều là nhóm ngành khác không thể hốc độ đi được chúng ta thấy thị trường ngày hôm nay đỡ còn bản là ngân hàng 3.5 điểm nếu như mà ngân hàng không đỡ 3.5 điểm thì là thị trường chúng ta giảm đâu đó hơn 5 điểm à, đúng không chị à, còn lại cái những nhóm ngành như là bất động sản bia đồ uống dịch vụ điện phần may thiết bị công nghiệp thì những ngành đang bị bán ngày hôm nay thì đây là một cái điều anh chị chú ý về cái gì gọi là cái vòng cái dòng chảy của nhóm ngành ừ. đó thì bây giờ nếu như mà thì chúng ta vẫn cứ là ngân hàng vẫn cứ là ngân hàng thì cho dù trong những phiên sắp tới thì vẫn có tăng được thì thật sự nó đang lặp lại rất giống cái giai đoạn của thị trường ở cuối năm 2022 khi cái thời điểm đó vậy cái thời điểm đó là cái nhóm ngành à, ngân hàng liên tục liên tục tăng. Đó, năm 2022. ai à, liên tục liên tục tăng. Và lúc đó cái điểm số thị trường nó có từ từ à. Lúc đó điểm số thị trường nó có từ từ nó phân lên, nó lên cái rào, cái rào cái rào, cái rào nhưng mà các nhóm ngành khác không đi được. Cho nên bây giờ bắt buộc thưa chị, muốn thị trường ổn á, thì nhóm ngành ngân hàng phải lưu quân. Muốn thị trường ổn thì nhóm ngành ngân hàng phải lưu quân. Thì từ đó các nhóm ngành khác mới có cơ hội đảo tiền sang tức là nhà đầu tư người ta cảm thấy là nếu mà ngân hàng tăng đủ rồi có người ta sẽ rút tiền ra ta đưa vào các nhóm ngành khác bất động sản vào chứng khoán và đầu tư công vào dệt may vào điện và bán lẻ thì khi đó nhóm ngành đó mới ngóc đầu lên được còn bây giờ mà tiền mà cứ ngân hàng thì chúng ta đang chấp nhận cuộc chơi là chỉ ngân hàng thôi rồi ok đó là về cái chia sẻ và đánh giá ngắn về câu chuyện của thị trường về mặt kết quả còn về mặt Hoạt à, vận động chúng ta sẽ đi vào phân tích kỹ thuật thì ngày hôm nay anh chị ngày hôm nay mình có tối ngày hôm qua livestream đúng không thì mình đã có chia sẻ với chị về thị trường thì cái mốc mà thị trường anh chị chú ý đó là cái mốc 1155 đó thì chúng ta tiếp tục đi à, hay là điều chỉnh ngắn để đi xa hơn thì đang là 50 50 mốc 1155 là điều quan trọng cho cái xu hướng này. Nếu thị trường chọn đi tiếp, nhóm chứng sẽ phải tăng điểm hôm nay, còn à, không thì khó. Và phiên giao dịch buổi sáng thì thị trường đang giảm, nhìn về diễn biến thì phiên giao dịch buổi sáng thì thị trường đang giảm điểm nhiều. Đúng không chị? Phiên dịch buổi sáng thì thị trường là giảm điểm nhiều. Đó, giảm điểm nhiều. Và điểm thứ nhất của buổi sáng thì thị trường đóng cửa đâu đó quanh cái vùng 1.157 thì nghĩa có một cái cập nhật ở phiên giao dịch buổi sáng về kế hoạch đây à, là thị trường chúng ta phiên buổi sáng là giảm điểm nhẹ này trong khi đó về vn30 giảm nhiều hơn vì giảm do lực chốt, chốt, chốt lời của trụ thị trường đang thiền trạng thái bị quá sức sự rung lắc trong phiên sáng giảm, giảm có lực cầu đỡ tốt cho nên có thể đánh giá giai đoạn hiện tại tăng cũng không thông mạnh ngay mà giảm cũng khó giảm mạnh phiên chiều thì trường vẫn quan trọng tại mốc một nếu phiên chiều thì đường giữ được 1155 đến 2 giờ. Sau 2 giờ sẽ kéo điểm trở lại về quan tham chiếu. Nếu mất 1155 thì tôi sẽ bắt đầu điều chỉnh về 1137. Như vậy thấy là cái điểm sớm nhất ngày hôm nay thì đường về là 1 1155.45. Và thời điểm này đó là 1 59 và đến 2 giờ chiều thì đường vẫn không mất 1155. Tại vậy thấy là ngay lập tức sau 2 giờ thì đường kéo điểm. Đây là cái cập nhật của mình vào 12 45 trưa. Vậy thấy cái cách mà nghỉ view thị trường rất sát À, rất sáng vậy Nói sau 2 giờ tới 2 giờ mà vẫn giữ được 115 155 thì sau 2 giờ thì được sẽ lại kéo điểm thì chị thấy thì nó lại kéo điểm cái rào cái like trở lại quanh có một tháng chứ một một sáu mươi sau đó bắt đầu thì được có những cái trạng thái điều chỉnh trở lại một tí quanh anh à, hỗ trợ một 158 một, 159 và cái phiên là thì chúng ta đóng cửa một, một 158.59 à, gần sát các tham chiếu giảm điểm nhà 1.6 OK như vậy là thị trường vẫn đang đi đúng với những cái kế hoạch mà mình đang view với anh chị nhà đầu tư. Thì bây giờ nhìn về cái cách của thị trường đang đóng cửa anh chị. Nghe cách thị trường đang đóng cửa thì ngày hôm nay thị trường tạo một cái nén đỏ. Thị trường tạo một cái nén đỏ với một cái nến đỏ mạnh. À, thì và cái giai đoạn thị trường nó cứ đi lên đi lên trong cái sự hồi nghi của anh chị. À, thì nếu như mọi người nhìn gần thì thị trường đang có những cái tín hiệu giống ở giai đoạn này giống ở giai đoạn này tức là thị trường có thể sẽ còn tăng rướng còn tăng còn giữ nhịp quanh đây vài phiên rồi thị trường mới điều chỉnh à, có thể sẽ là như vậy thì mình không biết là thị trường có chọn phương án chỉnh hay không nhưng nếu như nói về khả năng thì nghĩa là chia sẻ với chị thị trường thứ nhất đang bị mất cân bằng mạnh khi mà tiền vẫn đang ở trụ và các nhóm ngành khác không thể tăng việc thứ hai nếu mà xét về trạng thái của thị trường thì tâm lý nhà đầu tư người ta đang hưng phấn quá cao mà hưng phấn cao thì thị trường bất lợi để có thể đi được cái yếu tố thứ ba là về mặt kỹ thuật thị trường đang tách kiếm và kèm theo có khách sạn hút giá xuống cho nên việc này nó sẽ khó để thị trường có thể có lòng mà tiếp tục tiến xa hơn cho nên hoặc là thị trường sẽ điều chỉnh hoặc thị trường sẽ tái tích lũy ở trên cái vòng giá quanh 1.160 cộng trừ này một khoảng thời gian dài dài tức là có thể là khoảng cả một tuần đến thậm chí là nhiều hơn đó rồi sau đó thì đường mới có thể tiếp tục đi lên được chưa anh đây là cái điều mà mọi người chú ý ha đây là điều mà mọi người chú ý đó là hoặc là thị trường sẽ điều chỉnh để cân bằng hoặc thị trường sẽ tái tích lũy thì các cách đó nó vẫn có thể hạ được cái chuyện về hưng phấn về trạng thái của thị trường nó giúp thị trường cân bằng trở lại hơn À, còn bây giờ thị trường mà cứ từ từ đi lên vậy, cứ từ từ đi lên thì mình đánh giá thị trường đi sẽ rất chậm. À, mà đi lên mà thị trường không đảo dòng tiền mà vẫn cứ ở ngang hàng thì thật sự là anh chị chỉ biết là mỗi ngày mở bản điện ra và nhìn vào cổ phiếu ngày hôm nay có tăng được không, không lại buồn bã đóng bựa, đóng áp. Kiểu như vậy, rất mệt mỏi. Cho nên thà là mọi thứ nó rõ ràng hơn. Thì anh chị nhà tư của mình dễ giao dịch hơn. À. Còn nếu như thị trường mà cứ cà cưa, cà cưa, cà cưa như thế này thì thật sự rất mất thời gian. Người dân chị. Ok. Rồi. Thì, thì chúng ta sẽ đi vào những không đô thị ngắn hàng hơn của phiên dịch ngày mai để chúng ta đánh giá như không đô thị H1. Thì chúng ta thấy là không đồ thị H1 à, tối ngày hôm qua người có nói với anh chị là nếu như thị trường mà muốn tiếp tục tăng á, thị trường nên tăng buổi sáng. Tại vì thời điểm đó là bắt đầu buổi sáng ngày hôm nay là hai kiếm Ichimoku chúng ta nó hội tụ lại mà hai kiếm hồi tụ lại như vậy thì như vậy nó dễ tăng nhưng mà trong buổi sáng thì trường lại không chọn cái phiên án tăng mà thì chọn ba cái nến màu đỏ à, đấy phiên chiều đóng cửa 2 giờ thì trường cũng đóng cửa là một ngàn một trăm rồi sau đó bước sang cuối phiên thì trường mới kéo thì như vậy nhìn vào cái trạng thái này thì thị trường đang cố gắng tái tích lũy ở đây nếu như vậy nhìn vào hấp một thì trường đang cố gắng tái tích lũy thì đây cũng là một cái phương án gọi là ổn để thị trường có thể gọi là nghỉ ngơi còn nếu như mà thị trường chúng ta cứ tăng vậy, cứ tăng thì chắc chắn càng ngày càng ngày nó sẽ mất cân bằng thì đây là một cái trạng thái như gọi là tạm thời tái tích lũy ừ thì, yeah. à, thì nếu như nhìn về cái lực hút giá anh chị thì cái lực hút giá của thị trường nó đang có một cái hỗ trợ gọi là xa lực hút thì h 1 không thấy lực hút nhưng không ngày thì có lực hút do có khách sạn Dạ. Yeah. H1 thì không có lực hút do đó thị trường chúng ta vẫn chỉ là tích lũy thôi à, vẫn chỉ là tích lũy trong một cái xu hướng tăng tức là trạng thái trạng thái tích lũy trong một xu hướng tăng H1 ok rồi thì qua phiên dịch ngày mai vậy thì thị trường nó vẫn không có rõ ràng một cái xu hướng gì cả đó. thì qua phiên dịch ngày mai cái yếu tố mà mình nói cái quan trọng nó sẽ quyết định cái xu hướng cái trạng thái tiếp theo của thị trường đó là thị trường chúng ta sẽ chọn cái phương án là sẽ đi lên tiếp tục đến hết tuần hướng về vùng 1170 hay thị trường sẽ bắt đầu cái nhịp điều chỉnh thì nó làm ở ngày mai. Vậy chưa? Yeah. Vì sao là ngày mai? Tại vì H1 đang tích lũy đi sâu hơn là không 15 phút thì như thế bắt đầu không đồ thì 15 phút nó cũng đang tích lũy. Và với trạng thái là các đường kiếm rồi giao găm đang hội tụ thì như vậy cái biến động của thị trường từ phiên giao dịch ngày mai nó sẽ rất đáng chú ý biến động này nếu như như vào 15 phút nó sẽ biến động mạnh. Như lại như vậy là phiên giao dịch ngày mai thị trường sẽ biến động mạnh. Ok. Thì bây giờ cái khả năng đi lên của thị trường và đi xuống nó là 50 50 gì? vậy à, nếu xuống thì là xuống 1145 1137 đi lên thì lên 1170. Cho nên phiên dịch ngày mai mọi chú ý cho mình. Thì các khả năng vận động của thị trường như vậy đó là nếu như tăng nha, nếu như thị trường chọn tăng thì bắt buộc ngay thời điểm mở cửa cho đến 11 giờ thì trường phải tăng luôn Thế sáng ngày mai mà thị trường không tăng là anh chị thận trọng yeah. Nếu như buổi sáng ngày mai mà thị trường tăng được thì thị trường sẽ chọn phương án là vừa đi lên vừa rong lắc có thể sẽ là một phiên tăng một vài phiên tăng có một vài phiên giảm một vài phiên tăng một vài phiên giảm thì đừng không bị đỉnh có thể nó sẽ giống như cái giai đoạn năm 2020 thì học à, phải giống như những cái giai đoạn này cũng được cứ delay rồi điều chỉnh rồi delay rồi điều chỉnh kiểu như vậy đông lắc gọi là sự đông lắc thôi thì thì tôi sẽ chọn cái kịch bản đó nếu như buổi sáng ngày mai thì đường tăng luôn ok anh chị còn nếu như mà sáng ngày mai mai thì đường không tăng và anh chị chỉ cần thấy thị trường mà phá 1155 một lần nữa ngày hôm nay thì về tới 1155 rồi đấy nhưng mà chưa hủng thì nếu như ngày mai mà thị trường về lại mà phá đáy ngày hôm nay và mình cho làm tròn là 1155 đi thì nếu như thế là buổi sáng ngày mai mà thị trường giảm thì anh chị xác định cho nghĩa ngày mai thì trường sẽ có một phiên giảm điểm mạnh về điểm số giảm là ngày mai sẽ giảm mạnh mà tăng ngày mai cũng sẽ tăng tốt bây giờ cho nên sáng ngày mai quan trọng nó không chỉ quyết định là một ngày mà buổi sáng là quyết định với xu hướng rồi nếu buổi sáng thì trường tăng bây giờ nếu buổi sáng thì trường tăng thì anh chị có thể nghĩ tới một kịch bản thì sẽ tăng tiếp tục lên vùng một 170 và mình không biết là thị trường sẽ phân dòng tiền như thế nào à, thị trường vẫn cứ quyết định là tập trung mở ngân hàng hay thị trường sẽ đảo sang được chứng khoán đảo sang được bất động sản đảo sang được các đầu tư công biết cáp là không biết nhưng mà cách thị trường mà chọn tăng là nó có thì nó nằm ở buổi sáng vậy như vậy còn nếu buổi sáng ngày mai mà chị thấy thị trường giảm mở cửa một cái thì thị trường sẽ bắt đầu giảm 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 thì xác định cho mình là ngày mai thì trường sẽ giảm mạnh về điểm số vậy chưa à, thì trường sẽ giảm mạnh về mặt điểm số ít nhất trong ngày mai sẽ giảm về 1145 tất là giảm đâu đó khoảng 10 3 điểm à, còn à, thị trường mà đánh gắt hơn là đặt một cái rào một cái về tới 1140 1137 luôn đó thì trường sẽ làm một quả đánh à, bá cháy bùi chép kiểu như này luôn Thế là nếu như ngày mai giảm thì sẽ giảm mười mấy điểm đó anh chị về mặt điểm số còn nếu như ngày mai tăng thì có thể là tăng lên một một uh, thậm chí là rướn lên tới một một bảy mươi cho nên cái ngày mai về dối cái xu hướng thị trường này và bây giờ cái sự tích lũy ở 015 phút nó chặt rồi cho nên phải biến động cái biến động lên hay biến động xuống thì mình phải đợi cái sự xác nhận chứ chúng ta không thể nói trước được cái gì ở đây không có ai thần thánh nói là thị trường sẽ phải tăng hay thị trường sẽ phải giảm mình chỉ phân tích đó là thị trường có khả năng tăng và có khả năng giảm đó là cân bằng với nhau vậy cho anh chị ừ. và nếu như mà thị trường chọn phương án tăng thì kế hoạch mua là gì và kế hoạch bán là gì thì trước hết nếu thị trường chọn tăng thì anh chị nhà tư mà đang có hàng á mọi người cứ để cái lượng hàng có sẵn chạy cho mình tại vì chưa chắc là thị trường tăng cổ phiếu gì tăng được tại vì nó cứ ở ngân hàng thì làm sao ở trụ thì làm sao mà cổ phiếu gì tăng được đúng không à? Ừ. đấy cho nên mọi người cố gắng mọi người cố gắng và bình tĩnh thị trường có tăng thì cứ mặc kệ cho thị trường tăng anh à, vẫn tập trung quản trị cái danh mục của anh chị và mọi người không nên mua mới cổ phiếu ok không nên mua mới cổ phiếu nếu như cái cách mà thị trường chọn tăng mà thay vào đó giữ cái lượng hàng có sẵn để cho cổ phiếu có chạy lãi được thì chạy lãi đó là khả năng một phương án một khả năng phương án thứ hai đó là nếu như mà thị trường chúng ta điều chỉnh thì anh chị nhà tư cầm hàng không được bán cổ phiếu nếu như những phiên vừa rồi anh chị không bán thì bây giờ thị trường có điều chỉnh mọi người cũng nhất quyết không được bán. Mà thay vào đó anh chị hãy sẵn sàng chuẩn bị mua cho mình. Anh chị nhà tư nào cầm tiền thì sẵn sàng chuẩn bị mua. Và đây là thời điểm người đánh giá chị sẽ mua gom phun 100% hàng luôn. Và nếu thị trường về tới 1137 mình sẽ báo gì cho tư mua phun 100% hàng luôn. Và điểm mua đương nhiên chúng ta sẽ vẫn xếp riêng trên từng cổ phiếu. Cổ phiếu về tới hỗ trợ thì mình sẽ mở mua. Được chưa? À, cổ phiếu về tới hỗ trợ mình sẽ mở mua. Chứ mình không có mở mua một cách vô tội vạ. Và. và anh chị cũng không cần nhìn về đúng cái điểm số phải tới 1137, về tới 1145, về tới 1141 thì mới mở mua. Mà chỉ cần nhìn cho nghĩa nếu thị trường mà chọn điều chỉnh mắc 1155 trong buổi sáng ngày mai ấy, là hãy sẵn sàng mua ngay cho ngày mai cho mình nếu như cổ phiếu về tới hỗ trợ. Và chúng ta sẽ mua phun hàng một trăm hàng luôn nếu như cổ phiếu điều chỉnh về tới hỗ trợ nha tự tin mà mua vậy ok đó thì cái kế hoạch giao dịch ngày mai sẽ là như vậy ngày mai sẽ rõ ràng về cái xu hướng thị trường đang chọn phương án sẽ còn tăng rướng lên từ 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 từ, từ bò lên trong cái sự nghi ngờ của những anh chị như tư về khả năng điều chỉnh hoặc là thị trường sẽ bắt đầu điều chỉnh thì phiên sáng ngày mai sẽ quyết định cuộc chơi ok cả nhà gì anh chị ừ. Ừ. mọi Ừ. nhìn cho mình ha cố ừ, gắng tăng thì chúng ta cứ thả À, không mua đuổi làm gì nhưng giảm là phải mạnh dạng mà mua còn bây giờ thị trường cái tăng kết của mình đó, nó, nó chia sẻ với chị rồi cuối cuối tới trong lịch trước tới trong lịch này sẽ là một ngàn hai trăm năm đó cái tăng kết chúng ta nó sẽ nằm ở cái giao găm một hai lẻ năm đây thì từ giờ tới một hai lẻ năm thì mình đánh giá mà thị trường mà chọn phương án từ từ đi lên á thì cổ phiếu nó không có tăng được nhiều nhưng mà thị trường mà điều chỉnh được á là cổ phiếu phải bật cho anh chị là hai chục ba phần trăm về chuyện bình thường cho nên mọi người cứ kiên nhẫn chờ đợi cầm tiền thì kiên nhẫn chờ đợi có chỉnh thì mua chỉnh thì mua còn cầm hàng thì không được bán thì chỉnh rồi ra cầm hàng thì không được bán thì chỉnh mà cổ phiếu có chạy thì đừng có chạy thì cứ từ 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 mà thả cho cổ phiếu nó phân hóa nó chạy ra ok kế hoạch mua bán sẽ là như vậy còn về mặt nhóm ngành thì cái sự chọn lựa bây giờ mình đánh giá gì vẫn ưu tiên cho nghĩa ba nhóm ngành chính đó là nếu như chị đi đường dài thì ngân hàng vẫn là nhóm ngành sẽ không thể bỏ lỡ ở năm 2024 nếu chỉ đi đường dài nhưng về đường ngắn thì không đi, đi ngân hàng ở bây giờ nữa tại vì ngân hàng vừa tăng một đợt nhịp tăng ngắn quá tốt rồi cho nên cổ phiếu không thể kỳ vọng nó phải tăng tốt một nhịp ngắn như vậy nữa mà có thể là sắp tới ngân hàng sẽ chỉ là cầm nhịp giữ nhịp thị trường thôi còn đi đường dài thì gì hông thì nhóm ngành ngân hàng là đầu tiên còn nếu uh, tiếp theo nói về cái câu chuyện cái khả năng cái sự vận động thì chứng khoán vẫn là nhóm ngành ưu tiên hàng đầu cho nghĩa à, anh chị vẫn ưu tiên hàng đầu nhóm chứng khoán là tích lũy quá lâu rồi bây giờ hoặc là nhóm chính nó phải chạy hoặc là nó phải sẽ có nhịp rũ bỏ thì nếu như mà thị trường điều chỉnh thì khả năng chứng khoán cũng sẽ có những cái phiên sẽ có những cái thời điểm trong phiên điều chỉnh thì đó sẽ là xuất hiện mặt điểm mua cho trị chị cực kỳ tuyệt vời anh chị kỳ, 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 kỳ mua vào như mình mua mạnh tay vào ha tự tin mà mua mua gom đủ và hãy ưu tiên nhóm chứng sau đó sau chứng thì chúng ta sẽ tới bất động sản đến đầu tư công Bất động sản thì chỉ có một vài cổ phiếu như là sale, như là đắp xanh, như là dg Còn lại mình không đánh giá cao các cổ phiếu khác. Còn đầu tư công thì nó nhiều hơn. CEE, FCN, C4G, hhb LCG, VCG. Nhiều. Nói chung là đầu tư công thì nhiều hơn. Thì như vậy thì mọi người cố gắng tập trung vào cái chuyện đó. Và vậy hãy xây dựng cho nghĩa một cái danh mục. Đây là thời điểm mọi người xây dựng danh mục. Chứ không phải là gì quan chị trading T cộng nữa. Tại vì anh chị trading tới cộng cái giai đoạn này thì mọi người mà kiếm được uh, những cái phiên này mọi người mà kiếm được 3 phần trăm 5 phần trăm nghĩa là giá cao tay rồi đúng không những từ đầu năm 2024 đến giờ từ tuần trước đến giờ mà anh chị kiếm được 3 trăm 5 phần trăm mà đánh giá là anh chị trading cao tay rồi rất ít đó ừ. cho nên giai đoạn này xác định cho nghĩa là giai đoạn gom hàng danh mục để ăn có con sống về ngày năm á thì mọi người hãy nhớ tỷ động dựa trên cái vốn của anh chị nếu như vốn của anh chị đầu tư mà một người dưới 100 triệu thì một người đánh cho nghĩa hai cổ phiếu thôi nếu anh chị đầu tư mà vốn à, dưới 1 tỷ thì đánh cho mình ba cổ phiếu còn trên một tỷ thì đánh cho mình 4, tối đa bốn cổ phiếu đừng đánh nhiều hơn việc mà anh chị đánh nhiều hơn anh chị đang bổ sẻ cái đường AV của anh chị ra nó bất lợi cho dù thì đường lên thì đường xuống ok kế hoạch mua bán mình chia sẻ rất rõ ràng rồi còn nếu như bàn riêng về từng cổ phiếu điểm mua như thế nào hỗ trợ như thế nào thì chắc là chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong uh, buổi livestream tối ngày hôm nay lúc 19h45 thì mình sẽ chia sẻ với anh chị. Ha. OK cả nhà. Rồi video sẽ kết thúc tại đây. Thì, uh, trước khi uh, anh chị tư nào xem tới cuối video mọi người dừng lại một like, giây và cho những những lượt like, thả những bộ tiên mà bên dưới phần comment. Anh chị nếu như uh, đang tìm kiếm một người đồng hành trên thị trường, một người uh, tư vấn, một người hỗ trợ anh chị, một người cộng sự với anh chị. Anh chị theo dõi những cái video những cái live stream của nghĩa thời gian vừa qua mà bà thấy mình tư vấn rất sát ấn tượng thì nên sớm về đồng hành cùng với nhau bằng việc là anh chị mở tài khoản học viện ID Nha. thông tin nghĩa có để trên màn hình cũng lẫn ở dưới phần comment số điện thoại zalo mọi người liên hệ để như chúng ta hỗ trợ với nhau rồi bye bye à, hẹn gặp lại anh chị vào buổi livestream tối ngày hôm nay và chúc cho mọi người ngày mai có một phiên giao dịch hiệu quả. Xin chào.